6 bài tập mông to nâng hông cao rộng với dây band. Bài thứ nhất squat step by side. Ở bài này các bạn luôn duy trì ở biên độ giữa, đồng thời khi bước qua bạn hạ phần mông mình xuống và lên, bạn sẽ thấy phần mông của bạn ngay lập tức được tác động và nóng lên tức thời. Bài này là một cái bài tập điển hình của mông to nâng hông luôn á. Bài thứ hai zoom squat in and out. Bạn nhìn bài này là bạn đã biết nó vô mông siêu nhiều luôn rồi. Đã nhảy squat rồi mà còn kết hợp hai nhịp thêm dây band nữa thì phải nói phần mông của bạn nó thật là cảm giác luôn á. Bài thứ ba keep open push. Bài này sẽ giúp phần mông của bạn càng đầy đặn, hết họ mông, hông rộng. Khi tập nhớ giữ ở biên độ giữa, sau đó mở mông, bạn sẽ thấy phần mông hai bên của bạn giống như được bơm vô vậy á, căng đét phần mông hai bên ra luôn. Bài số 4 narrow squat deep. Nói thiệt luôn, mình siêu khoái bài này vì bài này sẽ là bài gần như toàn diện giúp mình vô mông, đùi, chân và mông hết hõm cũng như nâng hông. Bạn nhất định phải tập bài này với dây band nha. Xuống hít vào, lên thở ra, tốc độ vừa phải và nhớ cảm nhận cũng như là siết mông khi lên tới đỉnh nha. Bài số 5 kick one side. Đây là một bài tập giúp bạn vô mông hai bên, cải thiện hõm mông, độ mông to tròn đều căng đét lên luôn. Một bài bổ trợ hoàn hảo cho mông đó nha. Nhớ thực hiện hai chân đều nha các bạn. Bài số 6 lunge long. Đã tập mông mà không có bài lân thì là một thiếu sót lớn, nên cuối buổi mình trang bị ngay cho một bài tập kinh điển kết hợp với dây band để kết thúc buổi tập mông hoàn hảo nhất. Và các bạn khi mua hàng bên mình cũng được tặng dây band đó nha các bạn. Nếu muốn giảm mỡ tăng cơ thì hãy đến ngay với sản phẩm là Fit Body. Còn nếu muốn giảm cân tăng cơ thì hãy đến ngay với Soy Protein. Còn nếu muốn tăng cân tăng cơ thì hãy đến ngay với Max Fit bên mình nha.